Mến chào quý vị và các bạn, mình đã gặp nhau ở nhà bếp của Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Và hôm nay đặc biệt là Cathy có một chương trình cho các bạn gái của Cathy độc thân. Bạn gái độc thân của Cathy mà muốn những cái món nào mà rất là gọn và ngon nữa. Thì hôm nay Cathy mới muốn là làm bún, là kể giống như là pasta của nước Việt Nam mình, vermicelli. Thì là bún xào, nhưng mà Cathy sẽ chạy từ Việt Nam đến qua Singapore để borrow, nghĩa là mượn cái cà ri đặc biệt của nước Singapore. Và hôm nay thì mình sẽ làm bún xào nên mình sẽ xài bún, nhưng mà đặc biệt cái này là mình sẽ xào nên mình phải ngâm bún trước. Nên như thế, Cathy có đây là một phần bún đây. Thì bún xào thì Cathy sẽ xài tôm tươi medium, hồi nữa mình sẽ bóc vỏ, bỏ đuôi, chẻ lấy chỉ đen ra, và kế bên đó là gà, thịt gà. Xong rồi là đây là cà ri, hồi nữa mình sẽ xào có cà ri này, thì cũng có hành và tỏi và đặc biệt là có màu sắc nữa. Rau cải thì hôm nay Cathy sẽ xài bell pepper màu đỏ và màu vàng cũng chung. Màu sắc rất là rực rỡ, đó là hẹ, đây là hẹ bông đây. Mà xào lên sẽ rất là thơm nữa. Ở đây thì Cathy sẽ có leeks. Ở bên Mỹ này thì Cathy biết là cái này là lúc mà mình xài, mình xào hoặc là mình nấu vì nó ra rất là ngọt và nó thơm nhẹ nhẹ, nó không có quá nồng mùi hành. Nó giống như củ hành khổng lồ của cái hành xanh, nhưng mà thực ra nó không có nồng lắm đâu, nó rất là ngọt. Và một đặc biệt là mình chỉ xài cái phần dưới này thôi ha, kỹ như là ở trên thì mình không có xài. Và dĩ nhiên đồ Việt Nam thì mình sẽ nêm nếm bằng nước mắm. Alright, thôi để bắt đầu thì trước hết thì mình phải ngâm bún này ở trong nước ấm. Vậy thôi, Cathy lấy nước ấm ở trong container ra. Bây giờ mình ngâm trước ha. Tại vì mình ngâm khoảng chừng 15 phút mới là mềm. Mà thực ra cái này là mình xào nên mình không có nên luộc, tại mình luộc nó quá mềm và nó quá nhão nên mình không có xào được. Thế nên mình phải mà ngâm nó như thế này. Mình nhớ mình lấy nó ra để cho nước nó ngập. Như thế thì Cathy phải chế thêm một tí xíu nước lên mặt nữa để super hot. Và kế đây thì Cathy sẽ làm tôm và gà, xong đặng mình phải ướp nó nữa. Để làm tôm này xong rồi Cathy mới lấy chỉ đen ra. Tại cái tôm này nó chín rất là nhanh nữa nên mình mua cái loại medium này là vừa ăn, không cần cái loại quá to. Thực ra cái món này là mình có cái gì trong tủ mình có thể xài. Nếu mà mình có thịt ba rọi mình có xài cũng được. Nếu mình có thịt thịt bò lát ra thành lát xài cũng được. Và nếu mà mình không có thịt, mình có tàu hũ cũng để vào được luôn, nghĩa là làm chay cũng được luôn. Rồi cái này Cathy có khoảng chừng trên nửa pound một tí thôi. Xong kế tiếp, mỗi lần mình làm tôm thì lúc nào mình phải làm cho nó sạch. Để Cathy lấy cái chỉ đen ở trên cái lưng ra. Đó, mình lấy ra. Đất ạ. Ok. Lấy ra một bên. Xong rồi, đây là thịt gà. Cathy mua đây là thịt gà đùi. Người Việt mình thích ăn là cái phần kêu là ở đùi đó. Dark meat á. Tại vì nó lúc mà mình xào lên nó thơm hơn. Và nó ăn thì nó đỡ ngán hơn. Cái này là Cathy mua là không xương và không da, nên dễ xài, dễ prepare. Mình cắt sợi sợi dài ra. Cathy sẽ chùi, xong rồi mình lấy tỏi đập ra để ướp chung với gà và tôm. Rồi sau đây thì mình sẽ làm tỏi và 6 tép, 3 tép cho gà và 3 tép cho tôm. Cho nó thơm một tí. Xắt ra nhỏ lại. Đấy, cho nó thơm. Rồi, mình chóp cái này không cần quá nhuyễn, nó lợn cỡ như thế này không có sao. Hai bên, một tí như thế. Rồi. Sau đây là phần mình ướp xong luôn cho rồi. Rồi để tí xíu muối ha, một tí xíu thôi nha. Một tí xíu muối. Nửa cái muỗng cà phê đường đây. Tí xíu tiêu nha, tiêu và phải fresh nha. Thì cho nó thơm. Xong rồi, đây luôn là mình để khoảng chừng một muỗng canh nước mắm ngon. Một muỗng canh thôi nha. Nước mắm sẽ làm
cho nó thơm và thấm vào. Mình trộn đều nhé. Xong rồi để đó cho nó thấm. Rồi, cái này luôn đây. Rồi, để đó. Kế tiếp đây thì mình sẽ xài dao thép mới để mình cắt bell pepper màu vàng và màu đỏ luôn. Và cái này thì là khoảng chừng nửa trái là được. Và cái này thì mình nhớ lấy cái cọng ra để lấy cái hộp ra như thế này. Và ở trong này nó hay có cái màng trắng trắng, mình nhớ mình lấy ra luôn. Mình có thể lấy cái tay xong rồi mình kéo nó ra. Mình để ý là như thế. Mình có thể cắt nè. Mình cắt xuống ha. Nhớ lấy hộp ra như thế này. Mình cắt mỏng mỏng dài dài nha. Như thế đây. Thực ra cái này mình ăn sống cũng được luôn đó. Kathy biết là người ta hay để vào salad đó, ăn sống rất bổ. Cái này màu đỏ đây, cắt như thế này. Màu đỏ rất đẹp, giống như màu Christmas. Mình sẽ xài tí xíu hành trắng nha. Củ hành này to, thì sẽ xài phân nửa nó thôi, tại cái nó quá nhiều, không cần nhiều lắm. Rồi cái này là mình nhớ là mình phải sắc nó dày dày để cho nó không có quá mềm, nó muốn nó còn giòn giòn ngọt ngọt và chiều xuông ha. Như thế. Rồi để qua đây luôn. Đây là hành tím. Cũng Kathy cũng xài phân nửa của nó thôi, 1/4 gốc á và vừa. Và mình sắc xuông luôn. Giống như cái màu trắng cũng dày dày. Đấy, đó để như thế. Đây là hành ngọt đây. Mình nhớ mình cắt dưới và mình chỉ xài cái phần trắng ha. Cắt như vậy, cái này là bỏ. Kathy sẽ cắt ra như phân nửa này. Đó, mình thấy này. Nó đẹp ha. Xong rồi mình lấy nó ra xuống như thế này và mình sắc lại là giống như xéo xéo như thế này mà cũng dày dày ha. Cái này rất ngọt, rất ngọt. Đó. Và cái cuối cùng đây, hẹ bông đây. Thì ở dưới đây Kathy thấy nó khô khô, mình cắt ra mình dục khoảng chừng 2 inch như thế. Rồi, kể như là xong. Rồi, sẵn đây thì mình trộn lên một tí đặng cho thịt gà cho ướp thêm nữa và tôm thấm thêm nữa. Kathy sẽ sẵn thép đập 2-3 tỏi, tép tỏi đặng hồi nữa mình đem lên chảo xào này. Rồi đây. Vừa vừa thôi, không cần nhuyễn ha. Rồi. Thì để đây đặng đem lại lò. Để đây, xong rồi hồi mình đến lò. Xong thì mình thấy kế bên cái bàn, mình thấy đây bún là nó đã mềm và nó đã bung ra như thế này. Thì là mình không có nên để quá lâu. Để đây, làm cho nó mềm rất nhanh. Nghĩa là tại vì mình có nước ấm đó, nước nóng đó. Nhưng mà mình thấy nó vẫn còn giòn nè, nó còn cứng cứng nè. Để cho dễ xào. Đó. Thì mình đổ thêm. Cứ để như thế. Rồi đem lại đây lại. Bây giờ thì đến thời gian mà mình hãy đến bếp để sắp sửa. Trước hết thì phải xào thịt gà và tôm. Let's go. Bây giờ mình đem ra đây trước. Dặn lò lên. Đây xong mình để tí xíu dầu vô đây để lửa cao. Sau đây thì mình sẽ xào với dầu một muỗng cà phê nhỏ là cà ri, bột cà ri đây. Đó, thì sẽ để vào liền. Đây là gà. Nhớ lấy mấy cái tỏi trong gà xuống nha. Rồi, xào đó. Cho nó vàng vàng một tí. Gà nên mình phải nấu cho kỹ. Cái này là khoảng chừng là 7 phút à. Nó vàng vàng tí. Rồi, đây mình thấy nó vàng vàng là vừa, thịt gà đã chín. Rồi, ready là kế tiếp đây là phần tôm. Thì sẽ ào vô luôn. Ở trong cái dầu đó đã có cái cà ri rồi nên Kathy không có cần để thêm nữa. Tôm này khoảng chừng là 3-4 phút là đã xong rồi. Thì mình không có muốn overcook. Nếu mà mình nấu tôm lâu á thì là nó sẽ không có, nó không có ngon nữa, nó không có giòn, tại nó cứng á. Cái này xong rồi đây mình thấy nè, nó vàng, nó đỏ lên và nó trắng. Cứ để vào chung với luôn thịt gà kế bên này. Chín rồi, để chung được. Thì sẽ để tí xíu dầu vào nữa. Đẫm vào, xong rồi để tỏi vào đây. Xào lên một tí nữa. Mình để hành trắng vào, xào.
hành trắng và cái củ lít này vào trước. Và đây Cathy sẽ để tí xíu một cái muỗng nhỏ nước. Mà cho bắt đầu nó chín chứ thôi nó khét, tại nó khô đấy, tại nó dễ khét á. Xong rồi kế bên đó Cathy sẽ để vào đây là bell pepper, xào nó cho nó mềm một tí. Tại cái đó nó có chất nước đó nên lúc mà mình xào đây nó cũng ra một tí nước. Mình muốn là như thế. Xong rồi là để vào bông hẹ và luôn là củ hành tím. Rồi, mình thấy màu đẹp chưa? Mình muốn nó ráo ráo như thế để cho nó còn giòn và được chín. Mình đây mình để vào một tí một muỗng nước ha, rất lạnh thường thôi. Nhưng mà Cathy sẽ để một muỗng cà phê bột cà ri ha. Như thế này thẳng lên đây luôn, một muỗng cà ri cho nó thấm thấm. Rồi, xong mà trộn lên tiếp. Mình thấy này nó dịu xuống này. Thì đây Cathy sẽ để qua một bên. Xong đến cái phần bún này hồi nãy mình làm ráo rồi, nhưng mà mình không có muốn nó ráo quá. Sau đây Cathy để tí xíu nước vào này, nửa chén nước ha. Tại vì mình muốn này cái cho nó ướt ướt như thế. Xong rồi mình mới để vào luôn là cái chảo đây. Nhưng mà đừng có đổ nước vào, mình chỉ để cho nó ráo nè. Đó, mình chắc nó ra. Mình xào xào sơ sơ cho nó hòa với nhau. Xong rồi bắt đầu Cathy sẽ là mình nêm nếm. Đó, mình thấy đây. Và nếu mà nó khô đó, mình sẽ để cái chén nước kế bên nữa. Thì mình ríu tí xíu nước vào luôn, đặng cho nó không có bị nó không bị khét ở dưới. Mình đảo nó cho đều, đặng cho nó nóng và nó chín tiếp tục. Cathy sẽ để vào muỗng, một muỗng cà ri, bột cà ri. Kỳ này thì nó trong cái bún luôn, nó thẳng ở trên cái cọng bún. Xong sau đây là đến phần mà Cathy thường thường để tí xíu nước nữa. Tại vì như là một muỗng canh nước á, tại chỗ này nó hơi khô nè, mình không có muốn nước bị khô, bị khét. Rồi, mình trả lại tôm mà gà vào chảo lại. Nhớ là lấy nước ngọt quá, tại nó ra nước đó. Tại nước này nó sẽ thấm vào bún. Rồi, cứ để đây ha. Đảo tiếp. Xong rồi mình nêm nếm đây. Mình nhớ bớt lửa xuống medium nha. Rồi bây giờ mới là bớt xuống medium. Xong để đó bắt đầu nó tiếp tục nó nóng và nó cũng chín nữa. Để mà muỗng canh nước mắm là vừa. Mình trộn đều lên, kể như là chảo bún xào Singapore của mình đã xong. Wow, it's good hả? Có màu đẹp quá. Bây giờ mình đổ ra dĩa. À, cái này vừa nặng mà vừa nóng nữa, phải coi chừng. Rồi, để đây, giờ đổ ra nha. Wow. Hấp dẫn chưa? Cái mì này là cái loại ráo ráo nữa chứ. Nên mình thấy như thế. Tôm nè, thịt gà nè. Cái món này thì nói là mì xào Singapore nhưng nó là rất là giống Việt Nam, là tại vì Cathy ướp với nước mắm. Nhưng mà lúc ăn cái này đó thì thường thường là Singapore mấy người đó thì ít có ăn với nước mắm. Nhưng mà Cathy sẽ làm kế bên đây là Cathy sẽ làm tí xíu nước tương. Đây là để Cathy cắt vài trái ớt để cho nó đẹp mà nó cay cay. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn ăn mà mùi vị mà nó đậm đà một tí thì mình có thể chan tí xíu nước tương vào. Tại vì nước tương này nó mặn mặn và ớt nó cay cay. Để như thế. Và mình chỉ chan một ít vào cái tô mì là rất là tuyệt vời. Để gửi đến mấy cô bạn độc thân của Cathy, đây là món mì xào Singapore nhanh và ngon. Hai chữ N. Cathy nghĩ là cái này là cũng rất là đặc biệt, tại vì mùi vị cà ri mà nó cũng cay cay, thơm thơm mà có mùi vị nước mắm trong đó nữa. Thôi để Cathy làm một tô cho quý vị xem nha. Tôm nè, thịt gà nè, hẹ nè. Tí xíu nữa là bell pepper màu vàng, màu đỏ nữa. Trong lít nữa này. Thơm lắm. Cathy nghĩ là cái món này sẽ làm quý vị rất là hài lòng. Tôm đã giòn giòn và cũng giòn luôn là mấy cọng hè và mấy cọng hành rất thơm. Và đây
mùi thanh thanh và thơm thơm của cà ri, mình mới biết đây là bún của Singapore. Wow! Và sau đây Cathy sẽ làm trang một tí xíu nước tương cùng với vài lát ớt để vào đây. Wow! Ăn cay thì là mình dĩ nhiên để nhiều ớt hiểm vào trong nước chấm, nước trang. Sao quý vị thấy món mì xào Singapore của mình ngon hay không? Màu rất là đẹp mà còn thơm nữa. Tại Cathy vừa nấu xong nên Cathy biết là mùi cà ri thơm cả nhà Cathy luôn. Và Cathy biết cái món này là rất là nhiều người thích, tại vì có rau cải, có bún trong này, dễ làm và dễ ăn nữa. Cathy biết là quý vị, trong quý vị đang coi chương trình hôm nay, sẽ có nhiều người làm cái món này cho gia đình của mình vào cuối tuần này hoặc là tối nay. Cathy mong rằng quý vị sẽ email Cathy vào cathyhacooking@yahoo.com và chia sẻ với Cathy những câu chuyện nấu ăn của quý vị có hàng tuần và cho gia đình bạn bè quý vị. Cathy mong rằng quý vị sẽ có một tuần lễ rất là vui vẻ với gia đình và nhớ rằng là hãy đón chương trình Nấu Ăn Express với Cathy Hà ở SBTN vào mỗi thứ bảy nhé. Bye bye!